Con có nữ bự không màu kìa. Cô bự khổng lồ đâu chị nha? Con này bự khổng lồ hả? Dạ. Dạ. Cho bác đi. Nó cắn con đó. Bố không cho đâu. Cho con đi. Cho con đóng điện cho nó gì mà. Nó kẹp con á. Con không sợ sao? Con cu nở mà. Nhỏ đâu, con này là nó được kẹp đủ đau rồi đó. Hai cái cần một hai cái chân. Hai cái chân à. Thải à, cho thải à. Cho thải. Nó bò đi. Bò con cua nữa kìa. Wow. Hai con. Ôi. Con chui vào. À. Chui chui ở đây rồi. Bắt chui ra. Bắt chui. Ba con. Cái đó luôn. Không có cua hả? Cái này dính nhau mà cái này nè. Có làm gì mà ba gì ba lên bó.
lấy nước cho cua qua đây con. Để nuôi nha, hiểu không? Để nuôi cho mẹ. Nuôi cho mẹ hả? Dơ kìa. Rồi chỉ có cái này để chạy, cái kia thế không chạy. Ok, trên đó còn bài cá. Hả? Nó nhảy trước mặt con hả? Tay vô hại rồi. Đừng. Ừ. Ừ. Nước gì mà sâu dưới đây? Nãy con rồi coi hành vi cho cha để bị vô hại dưới. Cho bớt, gì đấy cho bớt. Cha bảo xuống đi. Ngập đầu cha luôn rồi. Cái đó tại khúc cái này nó sâu á. Ui, con cua kìa. Ui. Trời ơi, con cua. Chuyển thử nó bơm lớn. Ủa, người. Con cua kìa. Nó ra vô gạch vô nó rửa ba nước luôn. Cua này chuyển với đẳng đón trung thu quá. Đây. Trời ơi. Đâu?
con nhỏ. Không, vừa ăn á. Vui không? Vui. Vui mai thức sớm nha. Vui ảnh nó vui nặng nó nhỏ nhỏ chứ đâu có nhỏ thầy vui vô bên đây đâu. Đó. Bạn nhỏ chứ cũng vui vô cô tứ hết rồi đó. Tập sớm giờ bữa đi học. Mẹ hỏi con nè. Qua đón rồi cái lú này chín không? Đón thì cái lú này dính cua không? Thôi, ta đói.
Con về không? Hết núi rồi con. Mai rõ nữa. Về để thả tôm, để tôm chết. Vui lắm ơi. Sáng đi thu hoạch được nhiêu đi cả nhà ơi, mà tôm nhỏ nhỏ không à. Tôm này thì mình thả lại cái miếng vuông ở sau nhà, nó còn nhỏ quá. Hello Tám, thấy vuông hả? Có 20 con hả? Con cô nữa kìa. Tiếp theo. Rồi. Đưa đưa coi, đưa cho thả cua con. Cho mượn cho thả cua. Này. Đi về thôi. Dạ. Ồ. Năm về.
Nè em thả mấy con cua à. Năm, sáu. Đếm đi. Bốn. Con cua nữa, bự không màu cà. Cua bự khổng lồ đâu chỉ nha. Con này bự khổng lồ hả? Dạ. Trời. Cho bác đi. Nó cắn con đó. Bố không cho đâu. Cho con đi. Cho con nó điện cho nó gì mà. Nó kẹp con á. Con không sợ sao? Con cua nhỏ mà. Nhỏ đâu, con này nó được kẹp đủ đau rồi đó. Hai cái cần bầu. Hai cái chân. Hai cái chân à. Thải à, cho thải à. Cho hả? Nó bò đi đi. À, cho thả nè. Hết chưa? Hết rồi. Đây còn hai con nữa. Con à. Con nữa. Con cua nhỏ mà. Em con cua nhỏ, thải à. Dạ, thả cho nó bò đi đi. Được con cá đói bự nè. Wow. Con cá này cá gì bà? Cá thôi. Cá đói. Cá đói. Hãy cho chúng đi đi. Con mấy cái này mình bắt mình ăn. Con bự mà. Con. Hãy cho con vô đây. Ok. Con mới còn sống nữa. Tạm biệt mọi người rồi. Rồi vô. Mình đi vô đi. Ăn chín con. Chắc có 100 con mà. Mày lấy cái gì vậy? Quay lại quay vô. Đi vô con, đi vô xếp cho đi làm nữa nè. Thank you.